Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra khỏi, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin giữ lại trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, rất nhiều khi trong chúng ta có thể nói với nhau hoặc có thể tự nói một mình: lời Chúa nhàm chán. Ví dụ như đoạn tin mừng này chẳng hạn vậy, chúng ta nghe nhiều lần lắm rồi. Người ta thống kê ra trong một năm, bài tin mừng này có thể đọc ít là trong 8 lễ: lễ ngày hôm nay, lễ Thánh Luca, lễ truyền giáo. Và bởi vì chúng ta nghe nhiều, hoặc là chúng ta được nghe cắt nghĩa nhiều, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều, thành thử ra chúng ta thấy lời Chúa quả thật là nhàm chán. Bây giờ đằng tả ra chúng ta nói rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Tự nhiên khi chúng ta nghe câu này, chúng ta sẽ gán ghép linh mục hay của các tu sĩ. Còn mình thì mắc mớ gì mà cái chuyện lúa chín hay lúa chẳng chín. Phần mình thì cứ lo cơm ngày ba bữa là được rồi. Mà thực sự ra bây giờ chúng ta hỏi lúa chín là gì? Thợ gặt là ai? Mình sống ở trong đất nước vô thần như thế này, mình sống ở xã hội chủ nghĩa như thế này, có vẻ như người ta gạt bỏ Thượng Đế ra khỏi cái tâm thức của mình. Trước đây chẳng hạn vậy, chúng ta cứ ghi trong cái chứng minh nhân dân của mình là tôn giáo Thiên Chúa thì chắc chắn rằng sẽ lãnh một cái hậu quả rất ê chề: thất nghiệp chẳng hạn, hoặc là không được đi học chẳng hạn. Người ta tìm mọi cách đẩy Thượng Đế ra khỏi tấm lòng của mình và tìm mọi cách để cho người ta khỏi đến nhà thờ. Có vẻ như lúa không chín chăng? Thế nhưng mà chúng ta nghe đâu đó, trước đây con có chia sẻ với cộng đoàn đó,
Có một người, người ta qua bên Trung Quốc, người ta ở một cái ngôi làng ở cái tỉnh Nam Ninh. Rồi chính cái người đấy cùng với người vợ của mình âm thầm dạy giáo lý, âm thầm chia sẻ, và kết quả là cả một ngôi làng gần 500 người xin theo đạo. Để rồi chính cái ông đấy lại bỏ tiền túi chạy ngược về Hà Nội xin với Đức Tổng Kiệt cho chúng con một vị linh mục để mà mục vụ, để mà tư vấn, để mà linh hướng cho chúng con. Hoặc như đâu đó ở trên Hưng Hóa chẳng hạn vậy, có những ngôi làng 5-7 ngàn người, có những ngôi làng vài trăm người mà nhiều lắm, 30-40 ngôi làng vậy. Người ta nghe cái đài gọi là đài nguồn sống của anh em Tin Lành, để rồi người ta tràn xuống dưới xuôi này, cứ thấy chỗ nào mà có thánh giá người ta chạy vào xin rửa tội. Và kết quả gặp các linh mục có chẳng phải đi giảng đạo gì đấy mà vẫn vớt được những mẻ cá rất nhiều. Hay là trên Pleiku Kon Tum cũng thế, nhiều người xin theo đạo từng ngôi làng một. Vậy thì có vẻ như lúa vẫn đang chín, mặc dù là trong cái thời khắc hoặc là trong cái mảnh đất có vẻ như là không thuận tiện. Lúa chín đầy đồng. Thế bây giờ thợ gặt là ai? Thợ gặt thì ít. Mình cứ bảo là ít theo số lượng, thiếu thợ gặt. Bây giờ thợ gặt là ai? Ở trong cái bài tin mừng này chúng ta nghe đấy, Thánh Luca đã vẽ lên những cái chân dung của người thợ gặt. Người thợ gặt đấy là người đi và mang bình an đến cho những người khác. Rõ ràng lời Chúa luôn luôn thúc đẩy những môn đệ của người, những người nghe lời Chúa sống ở đâu phải thực thi và mang cái bình an đấy. Bình an của lời Chúa là cái lời mà chống lại cái bình an của cái văn hóa sự chết ngày nay. Bây giờ người ta cổ suý cho cái việc phá thai chẳng hạn vậy, cổ suý cho việc sống thử chẳng hạn vậy. Lời Chúa lại nói chúng ta sống ngược lại, chính cái điều sống ngược lại và bằng chính cái đời sống nhân chứng của mình để mang lại một cái bình an cho một cái xã hội đầy bất an. Người môn đệ của Chúa là người như con chiên đi giữa bầy sói, tức là người hiền lành, người chịu thua thiệt. Mà rõ ràng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta chịu thua thiệt nhiều thứ lắm. Nhiều bạn trẻ mà cái người dự tòng đó, người ta rửa tội xong người ta tâm sự mà thưa cha, con thấy theo Chúa bây giờ sao con vất vả khổ sở quá. Trước đây thì có thể làm ăn thoải mái, trong một cú buffet chẳng hạn, mình có thể làm gì thì làm, không cần sợ ai hết. Bây giờ hơi gian một chút, thấy trong lòng áy náy, mình đang bị thua thiệt. Và người môn đệ của Chúa là người mà rõ ràng bây giờ nha, mình sống hiền lành chẳng hạn vậy, mình chấp hành những cái luật lệ theo đúng như là quy định của xã hội, của đạo đức, chắc chắn là mình bị người ta nói là xin lỗi, nói là ngu. Ví dụ như cha cố trong nhà chẳng hạn vậy đó, người đi đường chẳng hạn, đường nó vắng mà con đã kể rồi đấy, đi đường đường nó vắng, thấy đèn xanh đèn đỏ người dừng lại, bị hai cô chạy đằng sau hút cái lăn củ chiêng ra. Đã vậy không xin lỗi ông già còn quay qua đồ ngu, không có công an đèn xe đèn đỏ nó vậy tại sao không chạy. Rõ ràng người sống theo cái tin mừng của Chúa đang bị người ta xâu xé, bị người ta làm cho đau. Chấp nhận là môn đệ của Chúa là chấp nhận những thua thiệt như thế. Vậy thì mình hỏi là ít, như thế nào là ít, như thế nào là nhiều? Tính ra tại Sài Gòn của chúng ta đi, trước đây khoảng 5-7 năm thì có thể một nhà thờ sẽ có một cha xứ. Bây giờ thì nhà thờ nào cũng có cha phó hết. Và các cha phó đó có thể là bình thường trước đây ấy, thì chỉ làm phó 2 năm thôi. Bây giờ có khi làm phó tới 6 năm mà vẫn phải làm phó, bởi vì nhà thờ nào cũng đầy các cha rồi. Chưa chắc đã phải là ít về số lượng. Hoặc là chúng ta bình đăng tả ra đó, ở tại Sài Gòn này một vị linh mục sẽ phải coi tới 1.500 cho đến 1.800 giáo dân. Như thế kể là ít, kể là thiếu, nhưng mà cái thiếu quan trọng hơn mà Thánh Gregorio nói rằng thiếu phải là về chất lượng. Trước đây chỉ có 12 anh tông đồ của Chúa Giêsu và 72 anh môn đệ, thế mà bây giờ là một cái khối bột đã dậy men tin mừng, cả thế giới người ta biết đến đạo của Thiên Chúa. Đó là người ta có chất, và chính vì cái đời sống
chất lượng đấy, đời sống đầy cái lời Chúa, đầy cái tinh thần của Chúa Giêsu khiến cho cả thế giới biết đến. Còn bây giờ rõ ràng là nhiều nhưng mà là thiếu về chất lượng. Ở ngoài Bắc chẳng hạn vậy, một vị linh mục có thể coi tới 10 cái nhà thờ. Đợt vừa rồi con được cho bề trên sai ra ngoài Bắc chẳng hạn vậy, một ngày làm tới 8 lễ. Chưa kịp thay áo lễ ra thì đã có người chờ sẵn để mà chạy đi làm lễ nhà thờ tiếp theo rồi. Vậy thì thử hỏi giờ đâu mà soạn lời Chúa, giờ đâu để nghiền ngẫm lời Chúa. Chưa kể là vợ đau con khóc để đi ruộng cũng chạy vào, cha ơi, kể giờ đâu mà ông vị linh mục đó còn thời gian mà chuẩn bị cho nó có chất lượng. Và thiếu ở đây, thiếu cả về cái tâm tình, cái sự thánh thiện đạo đức nữa. Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng ngày nay phải công khai xin lỗi, xin cộng đoàn, xin giáo hội và xin cả xã hội tha thứ cho tôi, là xin chính Ngài cũng phải xin lỗi và tha thứ cho các vị giám mục, các vị linh mục đã không làm tròn cái bổn phận chủ chăn của mình. Ngày hôm nay chúng ta đọc cái bài tin mừng này, chỉ có một tin mừng Luca là nói đến Chúa Giêsu sai 72 môn đệ. Nếu kể ra Chúa Giêsu có 12 anh tông đồ, 10 anh học trò thân tín. Và những anh học trò này nếu bây giờ chúng ta nói trong cái ngôn ngữ ngày nay, đó là các vị giám mục. Đương nhiên cái việc rao giảng tin mừng, cái việc loan truyền lời Chúa buộc lại phải của các vị giám mục linh mục rồi. Thế nhưng mà 72 này có nghĩa là tất cả những ai mà nhận mình là cho rằng tôi là học trò của Chúa Kitô thì buộc mình sẽ phải bị Thiên Chúa sai đi. Ở bài đọc 2 Thánh Phaolô nói rằng bởi vì tôi theo Chúa Kitô cho nên tôi mang trong mình cái dấu tích của Chúa Kitô. Vậy thì hỏi rằng chúng ta có bị mang dấu tích không? Có đấy. Cái dấu tích chúng ta bị mang là cái dấu tích của phép rửa. Cái dấu tích chúng ta bị mang đó là cái dấu tích của bí tích thêm sức. Hai cái dấu tích ghi vào lòng chúng ta, cái dấu ấn mà Thiên Chúa sẽ nhìn vào đấy để nhận ra đây là người môn đệ của Thiên Chúa, người môn đệ của Chúa Kitô. Ngày xưa thì khi người ta nuôi các con thú vật thì người ta sẽ làm những cái dấu. Người thì làm dấu tròn, người làm dấu vuông để nung lên, để mà dí vào cái lưng của con thú để nhìn thấy đây là cái con vật này của mình. Chúng ta xin lỗi, cũng bị Thiên Chúa nung lên và đóng một cái dấu để rồi cứ nhìn cái dấu đấy, Thiên Chúa nhận ra nó là thuộc đàn của tôi. Con này là thuộc đàn của tôi và chúng ta thuộc về Thiên Chúa là như vậy. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc lại cho chúng ta nhớ cái mệnh lệnh trước khi Chúa Giêsu về trời đã nói với các môn đệ. Thầy về trời nhưng mà Thầy sai anh em, hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ. Vậy thì mệnh lệnh truyền giáo không phải là riêng ai, không phải là dành cho các vị linh mục giám mục nữa, mà dành cho mỗi người chúng ta. Chỉ có rằng mình có dám tin không? Mình có dám tin như là lời Chúa nói, hãy đi và phó thác vào trong tay Thiên Chúa, đừng có cậy vào tiền bạc, đừng có dừng lại bất cứ thành nào, đừng có chào hỏi ai. Chào hỏi ai không phải là cái bài học bất lịch sự, nhưng mà đừng có sa đà vào những cái sự mà ngăn cản chúng ta mang tin mừng đến với những người khác, đến với người xung quanh của mình. Vậy thì xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hát lại cái bài hát xa xưa lắm rồi. Xin Chúa là thợ, là chủ mùa gặt, xin Chúa là thợ gặt chính hiệu, chính gốc, cho cánh đồng của Chúa có thêm nhiều thợ gặt chất lượng và thêm đông số những người thợ gặt mà cộng tác với Thiên Chúa để cho lời Chúa được vang xa. Cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên.
con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, niềm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa bao la, ngàn năm soi bóng tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Bên lời yêu mến, tình Chúa